Kính thưa quý vị và các bạn thân mến như chúng tôi đã đưa tin về tội ác của đồng tâm của tác giả Hoàng Xuân Phú kỳ 1. Hôm nay xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn một bài viết của tác giả Hoàng Xuân Phú phần 2 về tội ác của đồng tâm. Với tội ác đồng tâm, nhà cầm quyền đã tự tay giáng đòn chí mạng vào tử huyệt của chế độ. Muốn giải huyệt thì phải thừa nhận tội ác chấm dứt ngay chiến dịch vu khống xuyên tạc sự thật chấm dứt giam giữ và bức cung những người vô tội tiếp tục bức cung rồi dựa vào đó để kết án thì chỉ có đổ dầu vào lửa khiến cho tình hình ngày càng thêm trầm trọng để làm dịu nỗi đau cho tội ác đồng tâm đã gây ra đã hồ hào học tập và làm theo thì cũng nên học theo cách ứng xử của Hồ Chí Minh và Trường Trinh sau sai lầm của cái cách dụng đất chí ít cũng xin lỗi gia đình cụ Lê Đình Kình và nhân dân đồng tâm Tiếc rằng thế lực cầm quyền vẫn chẳng có biểu hiện nào tỏ ra hối tiếc. Ngược lại còn để cho đám lâu la mang sắc phục công an trần cháo tới nhà cụ Lê Đình Kình hết lần này đến lần khác. Ngày 12 tháng 2 năm 2020, chúng đòi cưa thanh sắt có vết đạn trên cửa sếp. Ngày 13 tháng 2, chúng trao giấy triệu tập cụ bà Dư Thị Thành, vợ của cụ Lê Đình Kình. Ngày 20 tháng 2, chúng đòi khám nhà, thử hỏi còn gì để khám nữa. Bởi lẽ từ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, công an đã chiếm đóng và thao hồ lục soát ngôi nhà nhỏ bé của gia đình cụ Lê Đình Kình suốt 3 ngày đêm. Trước khi để cho vợ và con cháu cụ trở về nhà, rõ ràng là muốn phi tang đồng thời tiếp tục hành hạ khủng bố tinh thần người phụ nữ và trẻ con tội nghiệp còn lại trong gia đình của cụ Lê Đình Kình. Vì vậy tôi buộc phải viết thêm bài này nhằm vạch rõ hơn chân tướng của vụ thiêu cháy bà sĩ quan công an tại Đồng Tâm. Tại sao các cấp lãnh đạo của chế độ này lại để mặc cho đám kiêu binh tiếp tục hành xử như vậy? Chả lẽ đến bây giờ vẫn chẳng có ai trong bộ máy cầm quyền nhận ra lỗi lầm của vụ án đồng tâm hay sao? Hay phải chăng có đủ quyền lực thì thiếu minh mẫn, còn đủ minh mẫn thì thiếu quyền lực? Hay nếu đủ cả quyền lực và minh mẫn thì lại thiếu đạo đức? Hy vọng trong giới cầm quyền vẫn còn có nhiều người vừa có quyền lực vừa minh mẫn vừa có đạo đức. Nhưng những năm tháng đằng đẵng hít thở bầu không khí độc tài ngột ngạt và đã thiến dần dũng khí để lại những tâm hồn bị nhiễm nặng bản năng ngậm miệng triền miên hay luôn quá quan trọng như mắc phải một chứng bệnh kinh niên thanh thử với một số người có thể những chứng cứ và lập luận đã được trình bày vẫn chưa đủ thuyết phục vậy thì mời đọc thêm bài này đang đêm khi hầu hết mọi người sống trên đất nước Việt Nam còn đang chìm sâu trong giấc ngủ thì mấy nghìn cảnh sát tấn công vào xã Đồng Tâm. Tâm điểm là trận tấn công của nhà cụ Lê Đình Kinh, đối tượng chính của cuộc tấn công chính là cụ Lê Đình Kinh. Sau khi vãi đạn vào ngôi nhà nhỏ bé, chúng đã tra tấn cụ Kinh hết sức dã man bắn vỡ tung đầu gối chân trái của cụ. Vâng, đúng cái chân mà đám thi hành công vụ đã từng đá vỡ xương đùi khi lừa cụ ra cánh đồng xanh để bắt cốc vào năm 2017. Kết thúc cuộc đời cụ kình bằng phát súng bắn thẳng vào tim rồi chúng mang thi thể cụ đi mổ phanh thay, kéo một đường suốt từ cổ xuống bụng dưới. Để biện hộ cho cuộc tấn công và giết người hoàn toàn phi pháp, họ bịa ra chuyện trong quá trình xây dựng. Sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, giao phóng, tấn công lực lượng chức năng chống người thi hành công vụ, gây dối trật tự công cộng. Hơn nữa họ còn vu khống trắng trợn rằng trên tay của cụ Lê Đình Kình vẫn còn một quả lựu đạn sau khi ném một quả không nổ. Buồn thay những lời dối trá trên chờ trẻ ấy lại đánh lừa được khối người nhẹ dạ cả tin hoặc quá lười suy nghĩ hoặc chăm suy nghĩ nhưng lại không đủ khả năng tư duy. Tuy nhiên dư luận tỉnh táo đã nhanh chóng vạch trần những luận điệu giả dối khiến cho Bộ Công an phải liên tục sửa kịch bản, song thực chất đã sai thì sửa máy nó vẫn cứ sai. Lẽ ra kể cả những người tin đảng yêu chế độ cũng khó kiềm chế phê phán việc công an giết hại cụ già tàn tật 84 tuổi, nhưng cái chết của Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh, Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân và Trung úy Phạm Công Huy đã đảo chiều dư luận. Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quan tuyên bố từ nhà Lê Đình Trức sang nhà Lê Đình Hợi giữa hai nhà có một hố thông gió hố kỹ thuật khá sâu gần 4 mét anh em ngã xuống hố lập tức các đối tượng sử dụng bom xăng đổ xăng ra can tưới xuống và đốt ba cái chết bi thảm khiến bao người căm thù cụ Lê Đình Kinh và những người dân đồng tâm sát hại bên cụ cơn phẫn nộ mạnh đến mức xóa tan những băn khoăn về cuộc tấn công phi pháp và việc giết hại cụ Lê Đình Kinh. Tuy nhiên tuyên bố ấy của Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cũng chỉ là một mắt xích then chốt trong chuỗi xích thuần chất dối trá của Bộ Công an trong vụ đồng tâm để bác bỏ tôi đã khẳng định trong bài tội ác đồng tâm lần trước. Mệnh đề 4 cáo buộc mấy người dân đồng tâm đã đổ xăng để thiêu cháy ba sĩ quan công an là sai sự thật. Mệnh đề trên hệ quả trực tiếp của mệnh đề 3, thứ vật liệu đã thiêu cháy ba sĩ quan công an trong hố kỹ thuật không phải là chất lỏng. Bài tội ác đồng tâm không chỉ bác bỏ tuyên bố của thứ trưởng Bộ Công an về khía cạnh các đối tượng sử dụng bom xăng, đổ xăng ra can tưới xuống đốt mà còn bác bỏ các khía cạnh anh em ngã súng hố thông qua. Mệnh đề 2 không thể có chuyện cả ba sĩ quan công an cùng bị ngã súng hố kỹ thuật. Một điều mà Bộ Công an chưa cáo buộc nhưng vẫn phải phòng xa và khẳng định trước đó là mệnh đề 1 người dân đồng tâm không hề đẩy ba sĩ quan công an xuống hố kỹ thuật. Mệnh đề 1 và mệnh đề 4, ta rút ra người dân Đồng Tâm không hề có lỗi trực tiếp hay gián tiếp đối với những người đã chết và ba cái chết của ba sĩ quan công an. Họ không hề làm gì khiến cho ba sĩ quan công an bị rơi xuống hố kỹ thuật và họ cũng không hề đổ xăng xuống hố kỹ thuật rồi châm lửa đốt ba sĩ quan công an như công an đã cáo buộc. Từ mệnh đề 1, mệnh đề 2, mệnh đề 4, ta rút ra có kẻ đã hạ thủ ba sĩ quan công an ném họ xuống hố kỹ thuật để thiêu cháy và kẻ đó không phải là người dân Đồng Tâm. Câu hỏi hết sức tự nhiên là không phải là người dân Đồng Tâm lại có thể đến gần bà sĩ quan công an được trang bị đầy đủ súng ống để hạ thủ họ thì hung thủ có thể đến từ đâu? Nếu không phải là đám tấn công vào Đồng Tâm. Vừa đọc xong câu hỏi hẳn đã có câu trả lời. Câu hỏi tiếp theo là tại sao hung thủ lại giết bà sĩ quan công an do tư thù hay thi hành công vụ một thứ công vụ khốn nạn như bao công vụ khác ở xứ Thiên Đường Cộng Sản này? Rõ ràng không thể do tư thù. Thịnh và Quân đều công tác tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô, nhưng Thịnh là Thượng tá, Phó Trung đoàn trưởng, còn Quân chỉ là Thiếu úy Tiểu đội trưởng. Hai vị trí công tác xa nhau đến mức khó mà có va chạm với cùng một kẻ thù chung. Hơn nữa, Thịnh và Quân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động của Bộ Công an, còn Huy là cán bộ Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 trực thuộc Công an thành phố Hà Nội, nghĩa là xa lắc xa lơ đến mức có thể chưa hề biết mặt nhau trước khi cùng nhau đi đến chỗ chết. Vì vậy Trung úy Phạm Công Huy càng không thể là có chung mối tư thù với Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh và Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân. Vậy chẳng lẽ chỉ vì muốn đổ tội cho gia đình cụ Lê Đình Kình và đặc biệt là cụ Lê Đình Kình mà người dân đồng tâm nhằm biện hộ cho tội ác đồng tâm và đảo chiều dư luận phê phán mà lại đang tâm lên kế hoạch thiêu cháy một lúc ba sĩ quan công an hay sao? và phải chăng điều đó lý giải tại sao lại có cái quyết định khen thưởng bất thường và tại sao lại sinh ra một tổ công tác ba người với đội hình quái lạ như đã phân tích trong phần 2.1 và phần 2.4 của bài tội ác đồng tâm lần trước. Nghi ngờ này nghiêm trọng và kinh khủng đến mức khó tin hay chẳng muốn tin. Do đó, nảy sinh câu hỏi cái logic được trình bày ở trên sai chỗ nào? Phải chăng sai ở mệnh đề 3? Phần 2 của bài viết này sẽ khẳng định một lần nữa mệnh đề 3 là hoàn toàn đúng. Hơn nữa, phần 3 sẽ trả lời câu hỏi vật liệu cháy đã được sử dụng trong hố kỹ thuật là thứ vật liệu gì. Để chứng minh mệnh đề 3 tôi đã dựa vào ảnh 2.1 và ảnh 2.2 để chỉ ra các hiện tượng sau. Chiều cao của vùng vách hố bị ám khói đen rất khác nhau, trong đó chiều cao của vùng bị ám khói đen trên vách hố phía bên trái bức ảnh lớn hơn so với ba phía còn lại. Trên vách hố phía trái bức ảnh có mấy vết dạn tường mới tinh Trong khi trên vách hố và các phía khác không có vết dạn nứt nào Chứng tỏ nhiệt lượng sinh ra trong phía trái cao hơn hẳn Ở một số vị trí chiều cao của vùng vách hố bị ám khói đen tương đối nhỏ Và vùng vách hố bị ám khói đen dừng lại khá đột ngột Chứ không nhạt dần đều khi lên cao các biện pháp đó không thể xảy ra nếu thứ nhiên liệu đã thiêu cháy ba sĩ quan công an ở dạng lỏng tức là xăng bởi nếu đổ vào hố kỹ thuật một lượng lớn nhiên liệu lỏng thì chất lỏng phải phủ đều toàn bộ đáy hố kỹ thuật vì vậy mức độ cháy phải đồng đều trên toàn bộ đáy hố khiến cho nhiệt phân bố đều bốn phía và chiều cao của vùng bị ám khói đen trên vách hố phải tương đương bằng nhau hơn nữa với lượng nhiên liệu lỏng lớn lại cháy trong một hố kỹ thuật vừa sâu 415cm vừa hẹp 77cm nhân x 138cm và với mấy tử thi bị thiêu cháy đến mức ấy thì chiều cao của vùng vách hố bị ám đen phải khá lớn và màu đen phải nhặt dần đều khi lên cao. Ảnh 2.1 và ảnh 2.2 được chụp từ miệng hố kỹ thuật đề phòng đụng vào với công an. Tôi đã không mang theo máy ảnh nhà nghề mà dùng iPhone để chụp Do đó chất lượng ảnh chỉ được như vậy Có ý kiến cho rằng chưa đủ thuyết phục Nên trong bài viết này tôi công bố thêm mấy bức ảnh cũng chụp bằng điện thoại Nhưng chụp từ đáy hố kỹ thuật Vâng, tôi đã lay hay ở đáy hố kỹ thuật khoảng 65 phút để quan sát chụp ảnh và quay phim Khi rời khỏi đồng tâm, bỗng thấy đau đầu và rất mệt Chẳng hiểu do quá tập trung khi làm việc ở đáy hố hay đã hít phải khí độc nào đó còn động lại trong hố thiêu người. Anh bạn chở tôi ái ngại mấy lần dục ngả ghế ra mà nghỉ và tôi đã thiếp đi một lúc trên đường về. Lúc tỉnh dậy tôi thấy khỏe ra chứng tỏ không phải vì khí độc. Khi đã chứng, khi đã đứng trên đáy hố kỹ thuật để quan sát thì kết luận của mệnh đề 3 trở nên hết sức rõ ràng, chẳng còn gì để lăn tăn hơn nữa. Còn thu được mấy nhận thức mới về vụ thiêu người này. Ảnh 2.3 thể hiện một hình ảnh đặc trưng chụp phần dưới cùng của góc tiếp giáp giữa vách trước và vách phải từ đáy hố lên đến độ cao trên 120 cm. Theo quy ước về tên gọi vách trước, vách sau, vách phải, vách trái trong ảnh một, ảnh 2.1. Giả sử nếu thứ vật liệu đã thiêu cháy bà sĩ quan công an trong hố kỹ thuật là chất lỏng, ví dụ như xăng, thì do chất lỏng phủ đều đáy hố, toàn bộ phần vách hố trong ảnh 2.3 đều phải bị ám khói đen giống như khu vực nằm ở bên phải và chiếm khoảng 1 phần 3 bức ảnh. Trái lại, phần sát gốc của vách trước chỉ có mấy vệt đen, còn vách phải chỉ thì chỉ bị ám khói đen khá ít. Vì vậy, có thể khẳng định chắc chắn đặc biệt quần đen trên vách phải khẳng biệt khác biệt hẳn với vùng lân cận. Nó nằm cách đáy hố 30cm, chứng tỏ vật liệu cháy không được chứa một cách đơn giản trong hộp cát tông hoặc bao bì bằng vải hay ni lông hay chất liệu thích hợp nào đó. Bởi nếu như vậy thì do khối vật liệu cháy nằm ngay trên đáy hố, khu vực bị ám khói phải bắt đầu ngay từ đáy hố, chứ không vật liệu cháy được đựng trong các ống hở đầu giống như pháo hoa tạo ra phóng hỏa có định hướng. Và vầng quần đen trên vách phải là kết quả phóng hỏa do một vài ống đựng vật liệu cháy nằm cách xa vách gây ra. Ảnh 2.4 cũng thể hiện một hình ảnh đặc trưng khác chụp một phần của góc tiếp giáp giữa vách trước và vách trái, đoạn cách đáy hố từ khoảng 60 cm lên đến 125 cm, trong khi vách trái bị tổn thương đáng kể và bị ám khói đen khắp nơi thì vách trước không bị tổn thương, có hai vùng hầu như không bị ám khói đen và phần chính bị ám khói cũng tách khỏi đáy với một khoảng cách khá lớn. Điều đó cũng chứng tỏ kết luận 2.1 và 2.2 là đúng tại góc tiếp giáp ở độ cao cách khoảng 110 cm nơi phân cách hai vùng hầu như không bị ám khói đen có một vật giống như búi rẻ bị cháy gắn chặt vào góc vách nhưng khi dùng đũa gắp thử thì như chạm phải một khối nhựa rắn muốn dùng kìm bẻ ra một miếng nhỏ cũng rất khó có một hiện tượng đáng lưu ý ở ảnh 2.3 và 2.4 đó là mức độ tương phản đen trắng giữa vùng bị ám khói và vùng không bị ám khói rất lớn. Hiện tượng đó không chỉ phủ định khả năng sử dụng nhiên liệu lỏng mà còn cho thấy vật liệu cháy đã sử dụng sinh ra nhiệt lượng khá lớn nhưng tương đối ít khói. Do đó chỉ những vùng vách bị va chạm trực tiếp vào vật liệu cháy bỏng thì mới trở nên đen kịt, còn những vùng vách khác thì ít bị hoặc hầu như không bị ám khói. Vì không muốn bạn đọc quá mệt mỏi với những tình tiết nặng tính kỹ thuật tôi sẽ cung cấp thêm nhiều bức ảnh, tư liệu về vết tích vụ cháy trong hố kỹ thuật. Mà kết thúc phần 2 bằng ảnh 2.5, nó được ghép từ 4 bức hình để tạo ra bức tranh toàn cảnh của vách trái trong bốn bức vách của hố kỹ thuật. Vách trái bị ám khói đen nhiều nhất suốt từ đáy hố lên đến độ cao khoảng 2 mét rưỡi. Hiện tượng bị sần sùi, dạn lở và bị vật lạ dính vào chỉ tồn tại trên vách trái, chứng tỏ Khối lượng vật liệu cháy đã được sử dụng khá lớn và hầu hết các ống chứa vật liệu cháy đều hướng về vách trái. Tóm lại nhờ phân tích các bức ảnh được chụp và đáy hố hộp kỹ thuật, ta đã khẳng định một phần một lần nữa mệnh đề 3 thông qua kết luận. Thứ vật liệu đã được dùng để thiêu cháy trong hố kỹ thuật không phải là chất lỏng. Ngoài ra còn thu được ba nhận thức mới đó là vật liệu cháy được dựng trong các ống hở đầu giống như pháo hoa tạo ra phóng hỏa có định hướng. Vật liệu cháy đã được sử dụng sinh ra nhiệt lượng rất lớn nhưng tương đối ít khói. Khối lượng vật liệu cháy đã được sử dụng là khá lớn và hầu hết các ống chứa vật liệu cháy đều hướng vào vách cháy. Chứng cứ do VTV cung cấp Mặc dù phần 2 đã giúp thu hẹp đáng kể phạm vi phỏng đoán vật liệu cháy được sử dụng, song ta vẫn muốn biết cụ thể thứ vật liệu ấy là gì để có được câu trả lời. Bình thường phải đợi kết quả xét nghiệm, song trong trường hợp này chính đoạn video mà VTV đã phát có lẽ do công an cung cấp để lộ tố cáo người dân Đồng Tâm tại công tại lại cung cấp miễn phí những bằng chứng để bảo vệ người dân Đồng Tâm. Ta hãy cùng nhau khảo sát 32 giây đầu từ phút thứ 00 đến thời điểm 0 phút 32 giây của đoạn video chiếu trên VTV24 về việc bắt giữ các đối tượng gây rối ở Đồng Tâm được lưu trữ tại Youtube của VTV. Đoạn 32 giây này tương ứng với khoảng thời gian 36 phút 27 giây đến 36 phút 59 giây trong đoạn video của chương trình thời sự 19 giờ phát trên VTV1 vào đêm ngày 9 tháng 1 năm 2020. Về mặt âm thanh, đầu tiên ta nghe thấy một giọng đàn ông gào lên, Yêu cầu các đối tượng đầu hàng, đừng để hành vi đi vượt giới hạn. Tiếp đó, một nữ phát thanh viên rõng rạt mặc dù đã dùng loa kêu gọi không được hành động vượt quá giới hạn, nhưng các đối tượng chống đối vẫn rất manh động, chúng đã ném bom xăng sử dụng lựu đạn giao phóng tấn công lực lượng chức năng. Ở hay nếu quả thật mặc dù đã dùng loa kêu gọi không được hành động vượt quá giới hạn, nhưng các đối tượng chống đối vẫn rất manh động thì phải kêu gọi tiếp, chứ sao lại gào lên đúng một lần rồi đột nhiên dừng hẳn như thế? lịch sự nhường lời cho nữ phát thanh viên. Hơn nữa, giọng đàn ông át cả tiếng súng nổ đi đoàn phía xa xa, chẳng ăn nhập gì với cảnh đụng độ đang diễn ra, khiến người ta nghe cảm thấy tiếng gào đã được bổ sung thêm vào phòng thu, chứ không phải được hết vào loa khi đang diễn ra chiến sự. Âu cũng là một cách diễn nhằm nhấn mạnh sự manh động của các đối tượng chống đối và tô vẽ thêm sự kiềm chế nhẫn nại của lực lượng tấn công. Về mặt hình ảnh trong số 32 giây video mà VTV dùng để mô tả tấn công đồng tâm đêm 9 tháng 1 năm 2020 thì 9 giây được dành cho cổ làng, tất cả 23 giây còn lại đều được dành cho đặc tả tâm điểm của trận tấn công. Đó là khu vực có 4 ngôi nhà của cụ Lê Đình Kinh, Lê Đình Công, Lê Đình Trức và Lê Đình Hợi. Phía trước bốn ngôi nhà có một con đường dọc vừa to vừa thẳng hướng đúng vào khu vực này cho nên nếu muốn thì có thể đứng ở trên một đường ấy mà quay video từ xa vừa an toàn lại vừa quay được rõ ràng và trọn vẹn toàn bộ khung ảnh của tâm điểm thế nhưng họ đã chọn vị trí đứng quay video trên con đường ngang từ góc nhìn ấy ngôi nhà hai tầng của ông công che hết ngôi nhà của cụ kinh nơi diễn ra cuộc tấn công và giết người phi pháp và che cả khu vực miệng hố kỹ thuật nơi thiêu cháy ba sĩ quan công an rõ ràng là tinh vi phải không Đặc biệt suốt 32 giây ghi hình chiến sự, ống kính chỉ hướng trách lên cao, chẳng lúc nào hướng vào đường thôn hay mặt đất. Thử hỏi có bao có bao giờ quay phim chiến sự diễn ra trên mặt đất mà lại tránh ghi hình mặt đất hay không? Phải chăng họ có quay cả đường thôn nhưng rồi đành phải cắt bỏ và khi xem lại thì chỉ thấy toàn cảnh sát lúc nhúc trên mặt đường thôn mà chẳng hề xuất hiện bóng ma nào của đối tượng chống đối. Mặc dù được chuẩn bị công phu và quay phim trong thế hoàn toàn chủ động theo đúng kế hoạch đã được đề ra từ trước nhưng đoạn video được VTV trình chiếu không hề trưng ra bất cứ hình ảnh nào về việc các đối tượng chống đối ném bom xăng sử dụng lựu đạn giao phóng tấn công lực lượng chức năng. Vâng chẳng hề thấy hình ảnh nào của đối tượng chống đối và chỉ thấy đầu của mấy cảnh sát tha thần đứng ngay trước ống kính thản nhiên như mấy kẻ tò mò ngoài cuộc. Thậm chí hình ảnh một chai bom xăng đang bốc cháy cũng không có nốt. Giả sử người dân Đồng Tâm đã ném bom xăng khi bị tấn công thì tất nhiên chai chứa xăng đã cháy, còn lành hay đã vỡ vẫn nằm ngổn ngang trên đường của làng Đồng Tâm lúc trời sáng hẳn. Khi đó đối tượng chống đối đã bị bắt hết và các công an đã chiếm hết thôn hoành. Vậy tại sao không quay phim chụp ảnh vết tích bom xăng đã được sử dụng? Từ đó cho chúng ta thấy trên thực tế khi diễn ra cuộc tấn công vào Đồng Tâm đêm 9 tháng 1 năm 2020, chẳng hề có chuyện đối tượng chống đối ném bom xăng, sử dụng lựu đạn giao phóng tấn công lực lượng chức năng. Vì vậy, Bộ Công an thông qua VTV đành tạo ra cái cáo buộc hoàn toàn vô căn cứ, đó là cách sáng tác nhất quán từ đầu đến cuối của Bộ Công an đối với cuộc tấn công vào Đồng Tâm nhận xét này có thể khiến cho một số người xem video phản đối sau khi đã nghe nhiều tiếng nổ đã thấy nhiều tia chớp và đám lửa đúng là có nhiều tiếng nổ nhiều tia chớp và đám lửa nhưng vấn đề là từ đâu mà ra để có được câu trả lời tôi đã phải đi xem đi xem lại đoạn video và kiên trì lặp đi lặp lại nhiều lần vòng thao tác bắt đầu dừng lại tách ảnh màn hình lưu trữ qua đó có thể khẳng định nhiều đợt cháy nổ hiện ra trong đoạn video xuất phát từ hố kỹ thuật nhằm giữa nhà ông chức và nhà ông Hợi. Trong 23 giây của video quay tâm điểm chiến sự có ít nhất 9 lần vật liệu cháy bay ra từ hố kỹ thuật và phát nổ trên đường thôn. Hẳn có người thắc mắc làm gì có chuyện vật liệu cháy từ đáy hố kỹ thuật sâu khoảng 4m bay lên gần với phương thẳng đứng rồi đột nhiên đổi chiều và bay cắm xuống đường thôn. Bình thường thì điều đó khó xảy ra. Nhưng trong trường hợp này thì hoàn toàn có thể. Hãy xem lại ảnh 3.1 phần phóng to ở góc trên bên trái để thấy mái nhà bê tông của nhà ông Lê Đình Hợi chìa ra khỏi tường một đoạn khá lớn và hãy xem lại đoạn video để thấy rằng nhiều khối vật liệu cháy nổ dường như xuất phát từ phần mái bằng chìa ra ấy đơn giản là khi vật liệu cháy bay lên từ đáy hố kỹ thuật thì vấp phải mái bằng của nhà ông hơi nên đổi chiều chuyển động và bay xuống đường điều đó lý giải tại sao trong đoạn video có nhiều lượt cháy nổ xuất hiện trên đoạn đường trước nhà cụ lê đình kình và nhà ông lê đình chức vâng đúng là có nhiều tiếng nổ nhiều tiếng tia chớp và đám lửa xuất phát trong đoạn video của vtv công bố nhưng không phải do người dân đồng tâm mà do vật liệu cháy nổ từ dưới hố kỹ thuật bay lên và tung ra. Để bạn đọc có thể hình dung rõ hơn tôi đã chọn ra 32 khoảnh khách và ghép lại trong bốn bức ảnh từ ảnh 3.2 đến 3.5. Xem ảnh 3.2 ta thấy trong hình ảnh có một vụ cháy xuất hiện phía sau chậu cây cảnh đặt trên ban công của nhà ông công. So sánh với ảnh 3.1 để thấy hình ảnh cửa của chậu cây cảnh được chụp vào ban ngày, đó là khi quần lửa mới vượt ra khỏi miệng hố kỹ thuật rồi bùng cháy to hơn trong hình 2. Hình 3 thể hiện rõ ràng hiện tượng đổi chiều chuyển động của vật liệu cháy do vấp phải mái phần mái bằng chia ra. Hình 4 ghi lại chuyển động tiếp theo của vật liệu cháy. Hình 5 ghi lại khoảnh khắc bùng nổ lớn nhất. Sau đó, khu vực cháy nổ co dần trong 3 hình còn lại để lộ ra hình ảnh của nhiều cục vật liệu cháy khác đang bay tiếp. Quá trình ấy diễn ra từ 0 phút 18 giây đến 0 phút 19 giây. 2 giây sau, VTV ngừng chiếu cảnh chiến sự đồng tâm để trưng ra lời khai của Nguyễn Văn Tuyển rằng Cụ Kinh chỉ đạo cứ cho ba thằng chết là phải chạy hết. Vì vậy, khán giả VTV không còn cơ hội chứng kiến diễn biến tiếp theo của vụ thiêu sát trong hố kỹ thuật. Tuy nhiên, xem đến đó cũng đã đủ tin rằng có một vụ thiêu đã diễn ra trong hố kỹ thuật. Hơn nữa hiện tượng cháy kèm theo tiếng nổ cho thấy vật liệu cháy được sử dụng trong hố kỹ thuật thuộc dạng pháo hoa. Ta viết thuộc dạng pháo hoa bởi có lẽ không phải là nguyên ống pháo hoa thông thường mà có thể được chế ra từ đó. Chẳng hạn có thể thấy ống pháo hoa thông thường rồi bỏ bớt bộ phận có chức năng đẩy pháo bay xa và gây ra vụ nổ lớn. Thậm chí có thể cắt bớt ống pháo hoa cho đủ ngắn vừa dễ vận chuyển vừa đỡ bị lộ. Chính vì vậy mặc dù phần lớn vật liệu cháy bắn vào vách trái của hố kỹ thuật gây ra một số tổn thương trên vách đó nhưng không xuất hiện những vùng lõm do nổ lớn tạo ra mà những khối vật liệu cháy vượt ra khỏi hố kỹ thuật cũng không bay xa như khoảng cách bay thường thấy của pháo hoa. Mặc dù hầu hết vật liệu được ném xuống đã cháy hết trong hố kỹ thuật nhưng số vật liệu bay ra khỏi hố kỹ thuật ngoài ý muốn cũng khá lớn kết hợp với vết tích lưu lại trên vách trái của hố trong ảnh 2.5 có thể suy ra rằng khối lượng vật liệu cháy đã được ném xuống hố kỹ thuật lớn đến mức không thể là trang bị thông thường mà việc thu xếp để có được chúng phải là một đặc vụ riêng biệt. Cần nhấn mạnh rằng kết luận dựa trên bằng chứng do VTV cung cấp hoàn toàn phù hợp với bốn kết luận từ kết luận đến từ đã được rút ra một cách hoàn toàn độc lập trong phần 2 dựa trên quan sát từ đáy hố kỹ thuật. Ai có thể có và làm thế nào để có được khối lượng vật liệu cháy dạng pháo hoa như vậy? Cần khẳng định ngay, số vật liệu cháy đã được ném xuống hố kỹ thuật không thuộc về người dân đồng tâm. Trong một thể chế tử tế thì khẳng định này là thừa. Xong sau khi những chứng kiến cơ quan công an chữa kịch bản đồng tâm bằng ấy lần thì không ai có thể bảo đảm họ sẽ không bịa thêm một kịch bản mới nhằm cáo buộc người dân Đồng Tâm đã sử dụng pháo hoa để thiêu ba sĩ quan công an. Tại sao có thể khẳng định kết luận 3.6 bởi vì một mặt nếu số vật liệu cháy đã được ném xuống hũ kỹ thuật thuộc về người dân Đồng Tâm thì cơ quan điều tra Việt Nam thuộc hàng giỏi nhất thế giới đã phát hiện ra và vì thế đã không cáo buộc là người dân Đồng Tâm đổ xăng để thiêu chết bà sĩ quan công an. Mặt khác với quy định ngặt nghèo về quản lý và sử dụng pháo trong nghị định số 36 trên 2009 NDCP và trong hoàn cảnh nhà máy Z121 của Bộ Quốc phòng là nơi duy nhất của Việt Nam được quyền sản xuất pháo hoa thì dù ba hoa đến mấy người dân đồng tâm cũng không thể kiếm được bằng ấy pháo hoa ngược lại nếu muốn thì bộ công an có thể có pháo hoa bằng những cách khác nhau ví dụ cách chính quy là nhân danh xử lý đối tượng chống đối trong quá trình xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Mỹ Môn và giành đất với việt Teo. cả hai đều của bộ quốc phòng bộ công an có thể đề nghị bộ quốc phòng cung cấp pháo hoa cho nhà máy Z 121 sản xuất cách linh hoạt là nhập pháo hoa từ nước ngoài sau khi đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh giữa ngay thủ đô Berlin của cộng hòa liên bang Đức rồi đưa về Hà Nội một cách ngoạn mục để Thanh nộp đơn xin đầu thú thì việc mua pháo hoa từ nước ngoài chỉ là chuyện vặt. Cách đơn giản và ít để lại dấu vết là bớt từ số pháo hoa được cung cấp cho các điểm bắn pháo hoa trên toàn quốc. Vì thời điểm tấn công vào đồng tâm gần Tết nên có lẽ khi ấy một lượng pháo hoa khổng lồ đã được nhà máy Z121 xuất kho và chuyển đi khắp nơi để bắn vào lúc giữa giao thừa. Do đó chỉ cần kín đáo bớt xén mỗi nơi một ít thì gom lại đã đủ vật liệu cháy để tiến hành tấn công đồng tâm. Thời điểm tấn công đồng tâm sát Tết âm lịch còn đem lại lợi thế như vậy, hoặc có thể bớt đi từ số pháo hoa đã được bắn ra ở một số điểm vào dịp Tết dương lịch 2020 kết thúc phần phân tích chứng cứ do VTV cung cấp cần khẳng định thêm để có thể ném xác của ba sĩ quan công an xuống hố kỹ thuật và phóng hỏa thiêu cháy một cách an toàn và kín đáo hung thủ chỉ có thể đứng trong nhà ông hợi và nấp sau cái cửa sổ hướng ra hố kỹ thuật thật vậy nếu không đứng ở trong nhà ông hợi thì hung thủ chỉ còn cách đứng trên sân thượng của nhà ông trước để hành sự khi đó những đám lửa bùng cháy trùm cả khu vực như đã thấy trong ảnh từ ảnh 3.2 đến ảnh 3.5 sẽ thiêu cháy cả hung thủ. Hơn nữa nếu hình ảnh hung thủ không lọt vào ống kính chỉ cách đó có mấy chục mét thì nhiều người trong đội quân tấn công cũng có thể nhìn thấy quá trình hung thủ sát hại ba sĩ quan công an. Lưu ý rằng sau khi đã chiếm được nhà ông hợi thì đó là nơi tuyệt đối kín đáo cho việc hạ thủ ba sĩ quan công an trước khi ném họ qua cửa sổ súng hố kỹ thuật nghĩa là để bảo đảm tuyệt đối bí mật kín đáo khi hạ thủ và an toàn khi tiến hành thiêu cả ba sĩ quan công an bằng vật liệu cháy thuộc dạng pháo hoa thì chỉ cần phải một tốp nhỏ tự đi và tự mang vật liệu cháy vào ngôi nhà ông hợi để thôi khi rời khỏi ngôi nhà đó chỉ còn một sát thủ còn lại Tóm lại đoạn video mà VTV đã phát để tố cáo người dân đồng tâm lại cung cấp miễn phí những bằng chứng để bảo vệ người dân đồng tâm. Qua đó có thể rút ra 7 kết luận như sau. Trên thực tế khi diễn ra cuộc tấn công đồng tâm ngày 9 tháng 1 năm 2020, chẳng hề có chuyện đối tượng chống đối ném bom xăng, sử dụng lựu đạn, dao, phóng tấn công lực lượng chức năng. Nhiều đợt cháy nổ hiện ra trong đoạn video xuất phát từ hố kỹ thuật nằm giữa nhà ông chức và ông Hợi. Có một vụ thiêu đã diễn ra trong hố kỹ thuật. Vật liệu cháy được sử dụng trong hố kỹ thuật thuộc dạng pháo hoa, khối lượng vật liệu cháy đã được ném xuống hố kỹ thuật lớn đến mức không thể là trang bị thông thường mà việc thu xếp để có được chúng phải là một đặc vụ riêng biệt. Số vật liệu cháy đã được ném xuống hố kỹ thuật không thuộc về người dân đồng tâm. Để có thể ném xác của ba sĩ quan công an xuống hố kỹ thuật và phóng hỏa thiêu cháy một cách an toàn và kín đáo, hung thủ chỉ có thể đứng trong nhà ông Hợi và nấp sau cái cửa sổ hướng ra hố kỹ thuật. Khi Mỹ đưa quân vào miền Nam, nhân danh bảo vệ thế giới tự do trước họa Cộng sản thì những người Cộng sản Việt Nam coi đó là đội quân xâm lược mà mình có quyền đánh đuổi để bảo vệ quê hương. Trong cuộc chiến ấy, những người Cộng sản sử dụng bạo lực vũ trang và vận dụng vận động quần chúng, nhân dân để sử dụng bạo lực để giết quân địch, giết càng nhiều thì càng được vinh danh. Những người Cộng sản không băn khoăn khi giết cả những người bất đắc dĩ phải có mặt trong quân đội của đối phương, thậm chí biệt động Sài Gòn đã đánh bom và vào cả khách sạn và dạp hát nơi đương nhiên có cả những người dân làm ăn lương thiện và những khán giả thường dân. Đối với người dân Đồng Tâm, cái đội quân đang đêm vô cớ tấn công vào ngôi làng của họ cũng giống như bọn cướp có vũ trang. Trong chế độ có quá nhiều công vụ vô cùng tệ hại thì cái gọi là thi hành công vụ không đủ để ngụy trang biện hộ cho hành vi phi pháp của đám người mặc quân phục công an. Cho nên nếu phải chống lại những kẻ thi hành thứ công vụ rẻ tiền Cướp giết người thì người dân Đồng Tâm có thể quan niệm đó là quyền tự vệ chính đáng. Vì vậy không quá khó hiểu để họ đã từng thề hy sinh chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ xóm làng. Giả sử nếu như người dân Đồng Tâm đã dùng quyền tự vệ khiến ai đó trong lực lượng cảnh sát tấn công một Đồng Tâm ngày 9 tháng 1 năm 2020 bị chết thì cũng tương tự như trường hợp những người ăn lương cầm súng trong quân đội. Hợp hiến của chế độ Việt Nam Cộng hòa đã bị chết bởi đạn cộng sản trong cuộc chiến 1975 mà thôi. Hiển nhiên chết khi mà quân phục công an không oan ức bằng những thường dân đã bị chết bởi biệt động Sài Gòn đánh bom vào khách sạn và dạp hát trước năm 1975. Tuy nhiên trên thực tế người dân Đồng Tâm chưa sử dụng quyền tự vệ, họ không hề chống lại lực lượng tấn công vào Đồng Tâm ngày 9 tháng 1 năm 2020. Đơn giản vì họ không hề chuẩn bị để đối đầu với một cuộc tấn công mà hỏa lực mạnh và dã man như vậy. Không hề có trong tay một khẩu súng bắn đạn nào thì làm sao họ dám chống lại và có thể chống lại mấy ngàn quân được trang bị vũ khí tối tân và xả súng không hề tiếc đạn như thế. Bộ Công an tuyên bố rằng một số đối tượng có hành vi chống đối sử dụng lựu đạn bom xăng giao phóng tấn công lực lượng chức năng chống người thi hành công vụ nhưng đó chỉ là cáo buộc đơn phương mà độ tin cậy cũng chẳng khá hơn những luận điệu bịa đặt vu cáo khác do bộ công an liên tục tung ra trong vụ đồng tâm. Mặc dù đã lên kế hoạch từ trước và đã chuẩn bị kỹ lưỡng huy động cả đội quân phim chiến sự, nhưng phía công an đã không trưng ra được bất cứ hình ảnh nào về việc một số đối tượng có hành vi chống đối. Thành thử sau khi kết thúc cuộc tấn công đã chiếm lĩnh hiện trường và lục lọi khắp thôn xóm, họ cũng chỉ có thể trưng ra được tang vật thu được là 8 quả lựu đạn, 38 chai bom xăng 20 lít xăng, 12 tuyết sắt, đầu gắn dao nhọn, 3 hộp pháo sáng, một khẩu súng bắn điện, một thanh kiếm, một búa. Cái gọi là bom xăng chỉ là mấy chai bia Hà Nội được bịt kỹ bằng ni lông, không có nút rẻ để mồi xăng. Thì làm gì có thể khẳng định đó là bom xăng, chứ không phải là chai xăng. Hay chai dầu dự trữ thường thấy ở nông thôn, trưng ra cả cái búa và con dao, dao bầu làm bếp mà nhà nông thôn nào cũng có thì sao có thể coi chúng là tăng vật được điểm thêm mấy nét như vậy để thấy rõ hơn bộ công an chẳng có bằng chứng trung thực nào chứng thực cho các cáo buộc của họ để buộc tội cụ lê đình kình và người dân đồng tâm nhằm biện hộ cho cuộc tấn công vào đồng tâm và giết người hoàn toàn phi pháp thay vì phê phán hành động tấn công phi pháp vào đồng tâm và giết hại cụ lê đình kình nhiều người lại đứng về phía nhà cầm quyền lên án cụ kình và người dân đồng tâm Dư luận đảo chiều như vậy do cái chết bi thảm của ba sĩ quan công an và Bộ Công an tuyên bố là họ đã ngã xuống hố kỹ thuật rồi bị người dân đồng tâm đổ xăng thiêu cháy. Thế nhưng sau khi đã bổ sung thêm chứng cứ và lập luận ở phần 2 và phần 3 thì càng khó bác bỏ kết luận đã được rút ra trong bài Tội ác đồng tâm. Đó là người dân đồng tâm đã không hề đổ xăng súng hố kỹ thuật để thiêu cháy ba sĩ quan công an. Hơn nữa nếu thừa nhận tiền đề một tức là cả ba sĩ quan công an đều bị chết cháy trong hố kỹ thuật nằm giữa nhà ông lê đình trức và lê đình hợi và tiên đề hai tức là sắc người chết cháy và hai đám cho trong hai bức ảnh đã đăng là phần còn lại của ba sĩ quan công an sau khi bị thiêu cháy trong hố kỹ thuật thì có thể suy ra ba sĩ quan công an không tự ngã xuống hố kỹ thuật họ đã bị ném xuống hố và bị thiêu cháy nhưng không phải bởi người dân đồng tâm qua 7 kết luận từ 3.1 đến 3.7 trong phần 3 thì chân tướng của vụ thiêu cháy bà sĩ quan công an đã trở nên quá rõ ràng. Có ý kiến cho rằng không thể có chuyện công an cố tình giết đồng đội và đưa ra giả thuyết có thể do vô tình mà quân ta bắn phải quân mình ở nơi khác sau đó mới đành phải khiêng đến đấy rồi ném xác xuống hố kỹ thuật mà thiêu nhằm phi tang tiện để đổ tội cho cụ Lê Đình Kinh. Vậy thử hỏi khi ống kính quay video đang hướng lên vào phía ấy và có rất nhiều cảnh sát cũng đứng gần khu vực ấy thì có ai lại dạy dột khiêng ba cái xác công an vào đấy để thủ tiêu tang chứng hay không? Lại có ý kiến cho rằng có ba sĩ quan công an đã bị giết để bịt đầu mối, nhưng đầu mối gì mà phải bịt? Đầu mối giết cụ Kình ư? Không thể như vậy. Một mặt cán bộ chữa cháy không thể là một trong các đầu mối giết cụ Kình bởi chẳng được hiện diện, chứ đừng nói là tham gia giết Mặt khác, những gì còn để lại cho thấy họ đã cố tình công khai việc tra tấn và giết cụ kình một cách hết sức man dợ để đạt tối đa hiệu quả giết gà dọa khỉ nên cũng chẳng hề địch bịt. Hơn nữa, giết cụ Lê Đình Kình và giết ba sĩ quan công an là hai việc tách biệt có thể tiến hành đồng thời và độc lập với nhau. Có lẽ ngay cả đám chỉ đạo quay phim và duyệt phim để chiếu trên VTV cũng không hề biết những gì thực sự đang xảy ra vì vậy mới ngây ngô quay và đem chiếu cả cảnh thiêu rồi hồn nhiên vu cáo và buộc tội người dân đồng tâm chắc nhiều người vẫn tin hung thủ không thuộc về thành phần tham gia tấn công đồng tâm hoặc và việc ba sĩ quan công an bị giết không thể là kết quả của kế hoạch đã được vạch ra từ trước để bảo vệ quan điểm này phải chờ lời được bốn phải trả lời được bốn câu hỏi sau thì mới có thể thuyết phục nhiều người khác tin được nếu không thuộc thành phần tham gia tấn công đồng tâm thì hung thủ có thể tiếp cận ba sĩ quan công an với đầy đủ súng ống để hạ thủ và thiêu cháy họ ngay giữa tâm điểm của cuộc tấn công, khu vực có máy quay video liên tục ghi lại diễn biến chiến sự và có rất nhiều cảnh sát chứng kiến hay không? Nếu không khảo sát kỹ càng trước thì có thể chọn được vị trí đặc biệt phù hợp đến thế để hạ thủ và thiêu cháy ba thi thể bằng vật liệu cháy siêu mạnh hay không? Nếu không chuẩn bị từ trước thì có bằng ấy vật liệu cháy dạng pháo hoa để thiêu hay không? Nếu không căn cứ vào quy hoạch cán bộ thì có thể đột nhiên thuyên chuyển và đề bạt ba cán bộ lạ vào một tổ công tác với đội hình quái lạ như đã phân tích trong phần 2.1 của bài đội tác, đội tội ác đồng tâm mà chúng tôi đã đưa vào tuần trước hay không? Với việc tấn công vào đồng tâm và giết hại cụ Lê Đình Kình hoàn toàn phi pháp, phía công an đã tự phủ định tư cách của một cơ quan bảo vệ pháp luật. Vì vậy họ không còn tư cách để đứng ra điều tra vụ đồng tâm mà phải là đối tượng bị điều tra. Trước hết là điều tra về tội giết người có tổ chức theo điểm 0 khoản 1 điều 123 của Bộ Luật Hình sự 100 trên 2015 QH13. Đích thân Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Tránh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an Tô Ân Sô đứng ra công bố những thông tin hoàn toàn sai trái về vụ đồng tâm 9 tháng 1 năm 2020. Điều đó chứng tỏ lãnh đạo Bộ Công an phải chịu trách nhiệm trực tiếp về hành động tấn công và giết người phi pháp ở Đồng Tâm. Vì vậy việc điều tra vụ án Đồng Tâm phải cho một cơ quan độc lập không thuộc Bộ Công an tiến hành. Trong thời gian chờ đợi không thể chấp nhận việc công an tiếp tục đứng ra giam giữ và điều tra những người dân làng Đồng Tâm đã bị bắt, đặc biệt phải chấm dứt ngay việc phái công an đến quấy nhiễu, hạch sách và khủng bố tinh thần những người phụ nữ và trẻ con còn lại trong gia đình của cụ Lê Đình Kinh điều quan trọng là phải sớm thừa nhận tội ác đã phạm sớm bao nhiêu thì hậu quả đỡ trầm trọng bấy nhiêu như đã viết trong bài một số điều cần trao đổi nhân vụ trịnh xuân thanh nếu thừa nhận đủ sớm thì còn có cơ hội đổ lỗi cho phường đánh máy và dễ khắc phục hậu quả hơn ngược lại im lặng hay cố cãi càng lâu thì chứng tỏ cấp ra lệnh càng cao tương tự trong vụ đồng tâm cũng vậy lặng thinh càng lâu thì chứng tỏ vị trí của thủ phạm đích thực trong bộ máy cầm quyền càng cao đừng đợi đến lúc cơn hồng thủy dâng tràn ngập lút cả thiên đình. Nếu đến giờ vẫn không nhận ra được vấn đề thì có lẽ chỉ còn cách trách đấng sinh thành chứ chẳng thể đổ tội cho hậu quả khắc nghiệt của thời gian. Tôi viết bài tội ác đồng tâm và bài này để tìm kiếm và chỉ ra sự thật. Mọi người đều có quyền biết và trách nhiệm biết về sự thật. Biết không chỉ để tôn trọng sự thật mà còn để tránh vì hiểu sai sự thật rồi lên án và thỏa mạ nạn nhân vô tội. Khi sự thật của tội ác mang tên đồng tâm đã lộ thì không chỉ những người ghét chế độ có quyền lên án mà cả những người yêu chế độ cũng có trách nhiệm phải lên án. Lên án để chứng tỏ chế độ này, bộ máy cầm quyền này vẫn còn có những người tử tế, biết tôn trọng công lý và cũng để chứng tỏ trong chính quyền này còn có rất nhiều người không liên đới đến tội ác đồng tâm. Ngược lại sự âm lặng sự im lặng tương đương với việc tiếp tay cho cái gọi là thế lực thù địch bằng cách góp phần chứng minh sự tệ hại vô phương cứu chữa của chế độ cộng sản đã lỡ để xảy ra rồi thì bây giờ nên tận dụng thảm kịch đồng tâm như một cơ hội sám hối hãy nghiêm túc xem xét lại vai trò và cách hành xử của bộ máy cầm quyền đặc biệt đây là dịp thích hợp để đặt ra và trả lời câu hỏi trong chế độ độc đảng độc quyền thì sinh ra quốc hội để làm gì để trang trí dân chủ cho chế độ phi dân chủ ư, nếu vậy hãy thu hẹp sân khấu, giảm bớt diễn viên để thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, đỡ tốn tiền của nhân dân. Để làm luật ư, xin lỗi, khi đa số đại biểu quốc hội vừa mù mờ về luật, vừa gọi dạ bảo vâng, mà lại tham gia viết luật và biểu quyết thông qua luật thì chỉ sinh ra một loại luật như hiến pháp, hiến nháp và phi pháp, phi hiến, khiến cho người phải não lòng Nói cho cùng cũng chẳng thể đòi hỏi nhiều hơn ở năng lực của những vị đại biểu quốc hội được bầu ra bởi cái cơ chế tệ ngay từ luật bầu cử. Thanh thử, bao luật vừa mới được ban hành thì đã phải đem đi sửa đổi rồi sửa hết lần này đến lần khác mà vẫn không ổn. Trong khi đó lại ù lì suốt nhiều nhiệm kỳ cốt tình phớt lờ không chịu ban hành những luật thiết yếu để thực thi hiến pháp chẳng hạn như luật biểu tình. Vậy nên các vị mang danh đại biểu Quốc hội của nhân dân nên tập trung thời gian và sức lực cho việc đáng làm nhất và phù hợp nhất với năng lực bản thân, đó là làm cầu nối của nhân dân với chính quyền, đương nhiên với cả đảng cầm quyền. Tiếc rằng, từ khi công an tấn công vào làng Đồng Tâm và giết hai công dân Lê Đình Kình cho đến nay, Quốc hội vẫn im lặng, những vị thường ít nói im lặng đã đành, đằng này các vị vốn hay nói cũng im lặng nốt không chỉ từng đại biểu quốc hội im lặng mà dàn lãnh đạo quốc hội cũng im lặng. Các vị có trao đổi góp ý kiến, kín đáo với thế lực phải chịu trách nhiệm về tội ác đồng tâm ư, như vậy đã khá hơn nhưng vẫn chưa đủ, không thể chỉ dấm dúi như bàn bạc việc riêng tư của giới cầm quyền mà còn phải công khai cho dân nghe dân biết. Bởi trách nhiệm của đại biểu quốc hội không chỉ là tham gia giám sát tối cao với hoạt động của nhà nước. Điều 69 Hiến pháp năm 2023 mà bản thân mỗi đại biểu còn phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri và phải báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và quốc hội. Khoản 2 Điều 79 Hiến pháp năm 2013 Vì thế đó, những người mang danh đại biểu quốc hội nhân dân hãy công khai bày tỏ chính kiến về vụ đồng tâm nhằm chịu sự giám sát của cử tri và báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu theo đúng quy định của pháp luật. Lưu ý thêm rằng, để làm đúng vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân cả nước. Khoản 1 Điều 79 Hiến pháp năm 2013, mọi đại biểu quốc hội đều có trách nhiệm quan tâm đến vụ đồng tâm và thể hiện chính kiến của mình về vụ đồng tâm trước cử tri cả nước. Đừng tiếp tục lặng thinh mà vô tình chứng tỏ mình chỉ là kịch sĩ vi hiến và vô dụng đối với nhân dân. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi